Bé Trạch tức hứa với bé Tiền. Bé Tiền giận. Thôi em nãy em nhường chị thôi chứ sao chị ăn được em. Thì cho chị cầm kênh YouTube, chị sẽ làm người yêu của bé. Không, Chéo rồi. nó nhào vô. Chị ơi, em không nhường gì đâu. Chị không có nhường em đâu, chị sẽ lấy kênh YouTube của em. Chị nhắm chị ăn được em không? Em mắc hai lắm đấy. Chị lại bơ, lấy dơ, hiểu không? Chị ơi, em Chị nhảy phải cho chị sống. xem không này. Em nhảy nè, em nhảy nè. Á! Chạy. Từ cái Em mới quay coi vòng chị bắn em rồi. Cấp lọ là gì? Sắp lọ mà không biết trời. Sao lại cười? Em không biết cấp lọ là Chị hỏi sắp lọ mà em cười là chắc em biết rồi. em không biết. Chị mua cái súng sắp lọ 2 viên, chị bắn em tét đất luôn. Sợ À, chưa? sắp lọ là cây sáu găng à? Đúng rồi. Nó qua đây, Dạ, chị bắn dạ em nó mới bị biết. dơi. Chị ơi, chị ơi, Bắn ôi, cái chị bắn em đâu? đất nè. Chị bắn em đâu thế? Từ từ, từ từ. Ê, em, Để chị hey, thăm em đất ngáo rồi. em. Để chị thăm đất em nha. Chị ơi, chị ở đây, chị ở đây, chị đâu rồi? Chị Em bắt để con chị keo xem. nè. Nó Chạy à, chị chơi nhào vô. chạy. Em Chị rồi. chơi chạy này, chị chơi chạy này. Chơi bắn lén nha. Ê, Chơi nhanh rồi chơi em có bắn. Chứ phải tôi bắn cho mình. Em có bắn lén. Em chơi nhanh nghỉ chơi. Không chơi nữa. Thôi Giỏi đừng. rồi. Mất Thôi thôi, máu để rồi. em trao máu, để em trao máu. Chị đừng vậy, để em trao máu. Thôi, Tránh lại xa đây. tôi Máu đây, đừng bay. còn Này. nhái chị nữa. À, Nhái sao chị bắn em cho máu chị mà. Nè, tặng bông chị nè. Ê. Tránh xa tôi à. Sao chị chơi bắn? Sao chị bắn em? Em cho máu chị mà. Không, không có phải, em cho má chị sao chị bán em. Có mất máu, chị không có còn. Ok, Ok. em không Thôi có làm chị mất máu được đâu. Chị có hết bòi 60 mới làm chị mất máu thôi. chị. Đời này mê trai là khổ nhất. Thấy em xấu muối nè, chị không thấy em xấu muối à? Thôi 60 như em người lắm. Không có gì, xấu muối giờ em sướng lắm. Sướng lắm. Thèm vãi đái là đúng không? Chị ơi, em không nhường nữa nha, nãy chị chơi ăn gian, em cho má chị mà chị Em chơi mới ăn chơi gian. đợi, em chơi ăn gian nè. Chị đây một viên rồi nha. Em chơi bắn Một viên gái, em nha. chơi bắn con gái, viên nào hả? Hai viên nha, hai viên rồi nhé. Ba viên rồi. Ê, chị ơi, em không nhường. Em không nhường nữa đâu. Không, không có cho. Sao chị, nãy ai với chị? Chị chơi xấu em chi? Chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chị đây, chị ơi. Ê, chị bán đâu thế? Đâu, chị ơi, chị ơi. Chị với má này. Em bán chính diện mà, em có chơi bán khó. Em có bán lén đâu mà, chị xấu. Người yêu của nhau là không được bắn nhau, hiểu không? Hiểu Không, nhưng mà giờ em phải ăn chị em mới làm được người yêu của chị. Phải ăn chị luôn á. Chơi mà ăn người ta mới là người yêu. Hả? Đúng rồi. Lỡ ăn xong không làm người yêu thì sao? Sao không làm? Làm hết. Chị ơi, Ai? chị ơi, em mới cái mua khẩu súng này to lắm. Chị muốn bán vào chị người yêu, chị người yêu không? Đấy, đâu Tôi nha, đâu nha, đâu bị nha. tay Rồi, rồi, đấm luôn, ơi. đấm, đấm, Chơi mà đấm, đấm, chơi. đấm luôn, đấm luôn. Em chấp chị mà. Xin lỗi. Không cần dài, tại cái tay nó có hơi quen, vậy nó đấm, đấm gì đó em không biết. Em không có ăn gian, em bắn chính diện mà. Em đâu có bắn lén gì đâu. Thôi mà, để giờ em nhường lại chị nha. Giờ em sẽ nhường lại chị nha. Không cần nhờ, tôi bà rồi.
Ok bà rồi nha, ok bà rồi nha. Chơi Đây đang xuống. bắn người ta, người ta Ok. khang nói thảo mà nè. Là làm gì khác không? Giờ em sẽ bắn tát đít chịu luôn. Một yên rồi nha. Nằm Này, đây. nằm luôn. Nằm luôn. Nằm Cứ nằm. chơi. Nằm nằm cái gì? Rồi, rồi. Chơi Rồi. trò gì hả? Chị đó đấy. Mày mấy không được rồi ta. Chị nè. Chị không thích mấy đứa bò bò đâu, chị thích mấy đứa nhung cái gì mà cười à, cái gì mà Chị thích cười, cái đồ ăn gian chị thích chị thích em nhún không? Khẩn trước. Thế thì sao không? Chị ơi, em bò tiếp này. Nha. Em chấp chị, em không mưa máu luôn nè, chị đó ơi. Chơi solo đàng hoàng nha, chơi solo gì kỳ vậy? Rồi, chạy, 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 chạy đi, chạy đi. Sao chạy đâu chị không thấy vậy? Nó không có máu. Hay Hay là là em máu rồi, con có một máu rồi. Chị lấy máu nữa không? Em cho máu nha. Không cần, không cần máu. Không cần, em cũng đâu ngu đâu. Chị chơi chị bắn em tiếp sao? Chơi, Dạ không, chị ơi. chơi với gái mà kêu ngu, cái đồ kỳ cục. Em Cái đâu có đồ kỳ chuyện đâu. cục. Hả? Chị chạy Cái đồ kỳ nè, cục. không, đau không, đau kia, em phun máu Em này. Ai ai dưới nãy chị cho em gian chứ? Thôi giờ giờ em mà bắn chị mất máu là em sẽ cho chị lại máu. Mày đừng có bốc phét. Tôi không có mất máu gì mấy cái người phát bài. Ok. Ây dô một phát bài. Những cái level phát bài tôi sẽ lấy kênh YouTube của mấy người. Ok. Yêu chị thật lòng á. Không tin. Dạ, em yêu chị thật lòng và chị phải làm game em sẽ ăn chị cho xem. Chị chạy này. Cái gì mà đòi ăn tôi? Ăn luôn, ăn hết. Từ cây xuống dưới ăn hết. Tinh trùng vô địch. Yeah, nhà chị có chạy, chồng chạy rồi. Này, chạy. Bao nha. Thôi thôi, để em cho máu chị này, để em cho máu. Không Á, sao chị cần. bắn em? Cười cái gì? Em cho máu chị này, sao chị bắn em? Tôi cần Chị kỳ kênh thế gì đấy, cái này là chị ăn gian này, chị ăn gian này, chị không có ăn gian, chị đúng con gái nói cái gì cũng đúng. Ok, đỡ đi luôn. Chị là con gái, chị nói cái gì cũng đúng. Ok, thôi thôi thôi, không đúng chút nào, em đang cho mắt chị bán nghe. Vậy thôi không chơi nữa em. Thôi thôi, chơi tiếp, chơi tiếp. À, buồn ngủ quá. Mới 11 giờ đêm bắt người ta solo. Đồ điên. Điên à? Thì em nhớ chị với em muốn làm gì. Cho nha. Đấy, đấy đau như đau chưa. Đau nha. Tôi là chưa. Chạm cân nằm. Tôi là bà rồi đấy. Vợ của chạm cân nằm đó nha. Ê, Nghe sao chị nói chưa? chị Sao chị nói chị chưa có người yêu? Giờ chị do anh nói em à. Tại anh Trang là người yêu cũ của chị. Tại Ờ, đó chị nằm. Đố chị nằm được như em đấy, đố chị nằm được như em chắc đấy. mà nằm à, nằm Đây, nè đố mà nằm, này nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống đây, nằm xuống. Chị không nằm Nằm xuống. đâu. Nằm xuống lê. Không. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm, nằm, nè, nằm nè. Chị Dũng. Ví dụ. Ví dụ nhá, ví dụ nhá. Có phát bài dụ gái. Em không có phát toi. Có. Không. Nhưng mà Không chị có thích phát bòi. Ok. Sao chị lại thích phát bòi? Không biết, chị thích phát chị chỉ thích phát bòi thôi. Chị bị khùng mà, chị tuyển gì lại đi thích phát bòi. Chị thích phát bòi, em không phải thích phát bòi, chị không thích. À, vậy giờ em là em là phát bo đúng không? Dạ em là phát bo là chị thích đúng không? Thèm vãi đó. Giờ cái đồ phát bo. Giờ đó chị bắt được đâu em. Rồi, chạy đâu bắt rồi? Em đi, bắt em đi, bắt được em cho chị kênh YouTube luôn. Bắt được em đi. Đâu? À,
Nếu bắt được em để xuống rồi không có lên được. Thôi sao chị lên không được? Đố vậy em mới đố chị bắt được em ấy. Cái đồ phát ơi còn trèo cao. Bắt được em. Cái đồ phát ơi chạy xuống đây. Em đây đây này. Tôi sẽ lấy kênh YouTube của mấy người, ok. Chị gia chị đòi thắng em mà hay sao mà đòi lấy luôn của em? Chị không biết, chị sẽ thắng em. Có ngày luôn. Đéo bao giờ luôn. Chị ngủ mà chị mơ đen. Nhà chị nhiều khoai lắm. Em có thích ăn khoai không? Không, em không thích ăn khoai nữa. Em chỉ thích khúc sò thôi. Đi con mẹ kỳ lạ. Cho nó chạy. Này, em đứng đây đây này. Sao chị bắt? Ôi, đau thế. Sao chị bắt em? Cái đồ phát bài. Sao chị lại chửi em phát bòi? Vậy chị có thích phát bòi không? Chị không thích phát bòi, em tự nhận nếu là phát bòi rồi. Nãy chị nói là chị thích phát bòi mà. Chị không cần. Chị xuống đây, chơi giờ đánh nắp. Đố chị giết được em đấy. Chị xuống đây. Nè, em đứng đây em treo chị nè. Đố bắt được em. Chính tính làm gì đấy? Tính làm gì người ta đấy? Nhốt em lại trong bông keo. Ê, em chỉ nhầm ai. Không có tử nha. Đố bắt đi em. Liêu. Đặt hoài. Này, nhảy nữa nè. Mày chạy. Cái gì đây? Mày chạy. Em đang cầm súng lên. Em chưa kịp bắn chị mà. Một tay đúng không? Đúng rồi, em cầm súng ở dưới em bắn chị. Trời là vậy? Biến thái, đồ biến thái phát bò dâm đạn. Em không có dâm đạn. Có dâm đạn nha. Không, em định bắn, em cầm súng dưới em bắn vào người chị. Mày bắn ra đây mà mẹ chiếu gối thì con. Dạ sao rồi, giờ em ăn chị nha. Chị đâu rồi, em đấm chị luôn. Trái, trái. Đừng có đấm chị. Trái, tránh xa chị à. Đấm đầu chị. Mặt chị ơi, chị sẽ lấy em. Em bơi máu, em bơi máu. Chị của mày. Hai. Đố chị. Chị mơ đi. Đố chị. Đố chị ăn được em. Chị ăn em, chị mới được lấy gì đó. Rồi, rồi. Đấm. Ê, từ từ, sao thế? Em đặt keo không được. Mất kênh YouTube vì tội lại gái. Tại sao có đưa kênh YouTube không? Thôi mà. Em nhường chị đây. Em nhường chị thôi. Bé Chanh rất hứa với bé Tiền. Bé Tiền giận. Thôi, em... Nãy em nhường chị thôi chứ sao chị ăn được em. Thì cho chị cầm kênh YouTube, chị sẽ làm người yêu của bé. Thật không? Thật. Vậy em sẽ đưa cho chị là chị sẽ làm người yêu của em đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy em đưa là chị phải làm người yêu em đây. Thế khi nào đưa? Dạ, em đưa luôn. Ừ, chị em thích coi chị rồi, em không thể xa chị. Nhưng mà em có biết chị là ai không mà dám đưa ơi dạ? Chị là người yêu em chứ là ai nữa. Thì, chị lại cười, chị mới nói là em mà đưa là chị là người yêu em mà. Nhưng mà sau này đừng có hối hận nha. Không có hối hận, em yêu chị em không có hối hận. Vậy tí nữa nhắn tin đưa kênh YouTube đây. Bây giờ tôi đi ngủ. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện mấy người. Ok. Nhưng mà sao giờ không nói luôn mà ngày mai phải nói. Ngày mai mới hấp dẫn. Nhưng mà okay. Nhưng mà em phải đăng clip, hiểu không? Ok, em sẽ đăng clip luôn. Cái đồ dạy gái mất kênh YouTube.
Leo leo. Sao lại mắc? Sao lại mắc? Chạy gái bắt kè nhiều tấp. Đưa cho người yêu không có gì đâu mà phải mắc. Hai tôi bye bye.